Hồi lâu là một cái ông kia ông thấy ông đẹp cái ông An. Người ta An miếng thương ngọt. Nó đang thấy đấy. Trời ơi, đang thấy đấy. Chưa có lại An. Thấy cái đoàn trong. Ôi chết rồi. Dạ, con hư. Không ngon. Bạc hà đang bị viêm lết, viêm hang dị, tràn ngược ở HP. Chưa mang không khỏi các vấn đề ở hơi, ở chua, đau nhói vùng bụng, sinh hoạt khó khăn. Trường hợp này dẫn tới xuất huyết, nguy cơ cao dẫn tới ung thư dạ dày. Ai đang gặp các tình trạng trên, chưa nhiều hơi, dùng nhiều thuốc mà vẫn chưa khỏi, gọi ngay số điện thoại bên dưới, tôi sẽ tư vấn miễn phí giúp bà con. Thoải mái ăn uống, sử dụng rượu bia mà không lo cả ngại. Thực đây là đúng không? Ban đầu thì chúng ta cũng chỉ như là thân thì thành công mà tự nhiên cái người nó lại không thành công. Ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dạ dày thang thì nó có một số, thứ nhất là nó sẽ giảm đau một cách nhanh chóng này, và rồi là nó cũng sẽ cải thiện tình trạng hơi ở xương, như tình trạng nóng khác ở vùng thượng vị, và nó có tác dụng nữa là một cái rất là quan trọng, đó là tác dụng tiễn đối các tố sinh tư phẩm sôi chè sau chè. Một cái nữa là nó cũng có cái tác dụng là làm tăng cường các tinh màng nhìn có lại cho bố cũng là lấy sẽ có tác dụng tăng cường bảo vệ. Và những cái bệnh cho nó có tác dụng không nhiệt giải độc tiêu đương, chính vì vậy nó có thể làm cho cái sức đề kháng của hệ tiêu hóa trong cơ thể của mình giúp cho người bệnh sẽ cải thiện và có cái tiêu hóa được tốt hơn. Dạ, đây thang là một cái sản phẩm nó thì điều trị được đang dần dài lên rất là tác dụng mua phòng có tâm uống được bộ bộ lỏng bộ á. À, hôm bữa con uống cái thuốc Panadol nè, giờ thôi để nó bớt, cái uống hoài nó không bớt. Cái này là một năm thuốc bổ giúp cho người có một ăn ngon và sức khỏe. Ngủ nó bị chật cỏ. Bình thường lâu rồi chưa ăn chè. Lâu thì đủ ăn nhiều bùn. Mình bắt nhau có để là hàng không? Cái này mình dơ để cái này còn mình bắt nhau qua chén mình nói như mình chè quá. Mọi người mình có. Em thấy quá. Em biết. Chân rất ngọt, có một chùm bờ.